Hello anh em nha, nay chưa tới 6 ngày 3 tháng 5. Chưa anh em gom cho anh em xem một số trống 4 tháng nha. Con đầu tiên nha anh em, mã số 1. Con này con giáp đỏ nha. Đó, dáng dấp tốt. Đuôi cả bó luôn ha. Cái rưỡi cái 6 một em rồi nha. Rồi, top này là cứ một cụ trên con nha anh em. Dáng dấp ok. Con trống số 2 ha. Con này thì lớn ký nha anh em. Form con này nó cao lắm, ở ngoài nó cao ơi cao luôn á. Mặt mông tốt. Form này 11 phải trên 3 ký á. 3 ký 2, 3 ký 3 tùy mình nuôi ha. Đó, dáng của nó nha. Con này có chút mã que ở trên lưng nha anh em. Nhìn trên clip thì anh em thấy nó đen nguyên con á, nhưng mà nó có mã que trên lưng rồi ha. Rồi tới con số 3 nha. Con ngựa que. Đó. Dáng cũng ok ha, cũng ký rưỡi ký 6 một con nữa nha anh em. Rồi cứ đồng hết ha, một cụ trên con. Con này con số 3 nha. Rồi thế thêm con nữa, con thứ 4. Đó, con thứ 4 nha. Chắp đỏ chân xanh da cam. Bốn con này là chung một bầy hết nha anh em. Đó, anh em nào bắt mang về thả vườn là Tết là có gà chơi luôn nha. Dáng tương đối đẹp. Rồi, ai comment thì alo em ha. Chào anh em, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ.